vùng nông thôn lạc hậu của Ấn Độ, những điều kỳ lạ đang diễn ra. Sáng nào, Deepak Sharma, 25 tuổi, dân huyện Dhaka cũng bắt đầu một ngày bằng việc cầu nguyện, nhưng dường như đấng tối cao cũng đã thay đổi ở Dhaka. Chúng tôi thờ máy tính vì chúng tôi coi máy tính là thần Lakshmi, thần của sự thịnh vượng. Máy tính tạo ra việc làm và do đó tạo ra của cải. Tại các vùng nông thôn, chúng tôi thờ thần Rawaswati, thần học vấn. Vì máy tính cũng là một phương tiện giáo dục nên chúng tôi tôn thờ máy tính. Có một chút băn khoăn về việc tại sao Deepak lại thờ máy tính để bàn của mình. Cho đến tháng trước thì anh ta vẫn chỉ là giáo viên tiểu học và lương tháng tối đa là 1.000 rupee. Giờ đây, máy tính đã giúp tăng thu nhập của anh ta lên gấp 6 lần. Còn hơn thế nữa, máy tính đã giúp anh ta thực hiện ước nguyện ấp ủ bao lâu nay, đó là đóng góp một cái gì đó cho làng của mình. Deepak là một người quan trọng tham gia vào thí nghiệm về kỹ thuật số được tiến hành ở nội địa Ấn Độ. Anh và một số người khác đang nhanh lên cuộc cách mạng nhỏ ở các vùng nông thôn Ấn Độ. Năm 2000, chính quyền bang Madhya Pradesh ở miền Trung Ấn Độ tiến hành một dự án dịch vụ liên mạng có tên là Gyan Dut, có nghĩa là sứ giả của kiến thức. Mạng lưới này sẽ kết nối các làng với trụ sở bang và cung cấp cho dân làng các dịch vụ đa dạng trên mạng. Những người như Deepak Sharma có đủ trình độ để huấn luyện một khóa học nửa tháng cho các cậu bé trong làng sử dụng máy tính và trở thành những người vận hành đầu tiên của trung tâm thông tin Skuchanalaya, hay được gọi là các cửa hàng thông tin nông thôn kiosk. Thông qua 33 kiosk, các nhóm dân tộc thiểu số và nông dân của những xã lạc hậu của bang Madhya Pradesh đã được nối mạng với chính quyền. Cho dù chỉ là một cái bơm tay bị hỏng hay giá của cả một vụ mùa, người dân xã Dhaka đã nhận thức được rằng máy tính ở Skuchanalaya là một sự bảo đảm. Công nghệ thông tin đã bén rễ và bắt đầu biến đổi đời sống của nông thôn. Gyan Dut là một mạng lưới kết nối các làng, phổ biến thông tin, đơn giản hóa các thủ tục và xóa bỏ khâu trung gian. Mục tiêu hàng đầu của chúng tôi là đưa công nghệ thông tin với các lợi ích của nó đến với số đông dân chúng. Các cửa hàng công nghệ thông tin hiện nay chủ yếu của tập thể, và số làng có máy tính vẫn còn rất hạn chế. Người ta cho rằng máy tính là máy móc và công nghệ thông tin là một loại công nghệ mới. Nhưng ngay từ khi bắt đầu, chúng tôi tin tưởng rằng việc sử dụng sẽ tăng lên. Không chỉ việc sử dụng ngày càng tăng, mà môi trường thông tin cũng đã tấn công vào hệ thống hành chính trì trệ. Bà Ramibai, 87 tuổi, đã về hưu, nhưng từ tháng 7 năm ngoái, bà bỗng nhiên không nhận được lương hưu nữa. Sự việc này kéo dài trong 2 tháng liền. Hai người hàng xóm của bà Nadanbai, 75 tuổi, và bà Rampurba, 78 tuổi, cũng ở trong tình trạng tương tự. Bà già không người giúp đỡ, chẳng biết phải khiếu nại đến ai và bắt đầu từ đâu. Và đến một ngày, họ nghe nói về máy tính nối mạng kiosk của Deepak và quyết định đến gặp anh. Họ đến đây để khiếu kiện. Tôi gửi các email khiếu kiện của họ lên tòa án quận Dhaka cấp trên.
Trong vòng 7 ngày, họ nhận lại được khoản lương hưu đã quá hạn 2 tháng này. Mỗi bà trả cho Deepak 5 rupee và nhờ anh gửi email lời khiếu nại của họ đến chính quyền. Trong vòng một tuần, các nhân viên chính quyền đã đến làng để điều tra sự việc. Rõ ràng là ngay cả những bộ phận dân cư lạc hậu nhất cũng có thể sử dụng công nghệ mang lại hiệu quả, điều mà họ chưa từng bao giờ biết đến. Những người nông dân tuy không hiểu điện đến từ đâu, nhưng họ sử dụng điện rất dễ dàng và hiệu quả. Cũng tương tự như vậy, họ sẽ không hiểu sóng điện từ là gì. Làm sao sóng điện từ đến được radio, nhưng họ vẫn sử dụng nó rất hiệu quả. Căn bản không phải là khả năng hiểu và nắm bắt được công nghệ thông tin, mà vấn đề cơ bản là công nghệ này sẽ có ích cho cộng đồng ra sao, và nếu hiểu được lợi ích của công nghệ đối với họ, thì họ sẽ chấp nhận nó. Chúng tôi nghĩ là như vậy. Kể từ khi Gandhiut được lắp đặt năm ngoái, hơn 6.000 email khiếu nại đã được chuyển đến máy chủ của chính quyền xã Dha. Dự án này đã chứng tỏ rằng thông tin có một sức mạnh to lớn và công nghệ thông tin ngày nay là một phương tiện hoàn hảo cung cấp cách tiếp cận dễ dàng cho những vùng xa xôi hẻo lánh của Ấn Độ. Điều hấp dẫn chính của toàn bộ mạng lưới là việc dựa vào cộng đồng và có các chuyên mục của địa phương. Ngoài ra, do dựa việc phổ biến rộng rãi công nghệ mà nó đã mang lại lợi nhuận, điều này làm cho nó trở thành một dự án duy nhất hoạt động có hiệu quả, là một mạng lưới mang lại các cơ hội kinh doanh và chính những người điều hành các cửa hàng công nghệ thông tin có vai trò tiên phong trong việc mang lại công nghệ thông tin đến cho cộng đồng. Tôi nghĩ đó là thành công chính của công nghệ thông tin. Nhưng Dha chỉ là một trong số những vùng xa xôi hẻo lánh, nơi mà chỉ cần nháy chuột là đã có thể thay đổi cuộc đời của những người dân bị thiệt thòi. Cơn bão công nghệ thông tin đang lan rộng và các làn sóng đã lan tỏa đến bờ biển Pondicherry thuộc miền Nam Ấn Độ. Giống như hầu hết những vùng ven biển, vùng đất Pondicherry trước kia là thuộc địa của Pháp, bao gồm nhiều làng nhỏ sống bằng nghề đánh cá giống như Vanrampatnam. Nhiều thế kỷ trước, các nhóm đánh cá ngày nào cũng phải tiến hành một cuộc hành trình nguy hiểm đến tận vịnh Bengal bằng những con thuyền thô sơ để chở cá đánh được về. Nhiều thế hệ trôi qua, các kiến thức về biển và dự đoán bão để được an toàn khi đi biển được truyền từ đời cha đến đời con. Nhưng những kiến thức này chẳng thể dự đoán được chính xác được tâm trạng của mẹ thiên nhiên. Nhiều khi, cho đến khi các ngư dân biết được là trời sẽ có bão thì đã quá muộn. Nhưng không cách xa đó lắm, tại Chiang Mai, trung tâm nghiên cứu Swaminathan đang nỗ lực thay đổi cuộc sống của ngư dân Pondicherry. Khi chúng tôi lập hội ở Chennai 11 năm trước đây, một trong những mục đích chính là sử dụng công nghệ như một phương tiện nhằm thúc đẩy sự phát triển đồng đều về kinh tế, xã hội và giới tính. Ngay từ cuộc cách mạng công nghệ ở châu Âu, công nghệ đã là một trong những yếu tố quan trọng gây ra hố sâu phân cách giàu nghèo ngày càng lớn giữa những người có công nghệ trong tay và những người không có công nghệ trong tay. Vấn đề là chúng ta có thể sử dụng công nghệ như thế nào để công nghệ thực sự là người bạn đồng hành của sự bình đẳng về giới tính và xã hội. Vì mục đích này, chúng tôi đã thấy rõ điều mà Gandhi kêu gọi là bắt đầu từ đáy của xã hội. Đó là những người nghèo nhất và chúng ta phải giúp đỡ họ. Ngoài ra còn phải hướng tới thiên nhiên, hướng tới phụ nữ thông qua việc phổ biến công nghệ. Và do đó là lý do các làng công nghệ được ra đời. Sáng nào cũng vậy, Ramakrishnan 32 tuổi cùng các ngư dân khác chuẩn bị cho một ngày ra khơi. Nhưng khác với cha mình, anh không nhìn trời để đoán xem có bão hay không. Anh sẽ đến chỗ máy tính của cửa hàng thông tin trong làng.
Bởi vì ở cả bốn làng của Pondicherry, Internet đã trở thành một phần của cuộc sống thường nhật. Tại các làng được thông tin hóa như người ta thường gọi như vậy, phụ nữ và trẻ em truy cập các trang web thường xuyên và dễ dàng. Các công nghệ và thông tin mới nhất đã giúp họ có thể thương lượng giá cả tốt nhất cho các sản phẩm của mình. Có 145 kênh của chính phủ dành cho người nghèo để họ dự báo thời tiết cho việc đánh cá. Cho dù đó là lịch chạy xe buýt, dự báo chiều cường, thông tin giá cả hay thông tin quản lý đều là những dữ liệu nằm trong các kênh sẵn có của chính phủ. Hiện có khoảng hơn 145 kênh tại Pondicherry phục vụ người nghèo. Đó là những người sống dưới mức nghèo khổ, bị phân biệt về giới tính, tuổi tác và đẳng cấp. Mỗi gia đình đều có một quyển sổ gia đình. Đó là những quyển sách hướng dẫn về các kênh và cách sử dụng của các cái kênh này. Ramakrishnan đã scan một bản đồ các vùng khí hậu của vịnh Bengal tại cửa hàng thông tin trong làng. Trung tâm máy tính rất có ích. Tuy những người dân ở đây vẫn chưa quen lắm với máy tính, nhưng họ đều có cơ hội đến trung tâm để học máy tính. Bây giờ thì họ đã học máy tính một cách dễ dàng và đã quen với nó hơn. Và nhờ có trung tâm máy tính này, cuộc sống của họ đã đỡ vất vả hơn. Máy tính luôn cung cấp cho họ những thông tin an toàn. Cửa hàng thông tin được nối mạng với trung tâm Central Hub là một điểm trao đổi thông tin, thu nhập và cung cấp hàng loạt các thông tin khác nhau về khu vực này. Hầu hết những số liệu đều sẵn có bằng tiếng Tamil, tiếng địa phương. Mỗi ngày, các nhân viên của dự án lại sao chép một bản đồ về độ cao của sóng và hướng gió ở vịnh Bengal. Một số dân làng mù chữ, do vậy những thông tin như dự báo thời tiết chẳng hạn được sao chép trên các tệp audio và được đọc trên loa truyền đi khắp làng. Khi Rama chuẩn bị ra khơi, thì những người đọc thông báo trên loa suốt dọc bờ biển, thông báo rằng hôm nay thời tiết rất đẹp. Nhưng không phải lúc nào thời tiết cũng đẹp như vậy. Vào tháng 10 năm 1999, một cơn bão xoáy đã xảy ra ở vịnh Bengal và dọc bờ biển phía đông của bán đảo Ấn Độ. Cơn bão này đã được trung tâm Hub dự báo trên Internet và lời cảnh báo đã được thông báo trên khắp các làng của Pondicherry. 3 tháng trước đây, cơ quan khí tượng thông báo sẽ có bão trong vòng 24 giờ và không một ngư dân nào được ra khơi. Nếu họ ra khơi thì họ sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng. Chúng tôi cảnh báo họ một cách nghiêm túc là không ngư dân nào được đi biển. Bão mạnh đang đến gần. Nếu họ cứ tiếp tục ra khơi thì sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm. Vững tin rằng họ sẽ không bất ngờ vì bão biển, Rama và các ngư dân khác ra khơi. Tuy nhiên, nguy hiểm không bao giờ ngừng đe dọa. Trong khi ở xa bờ, họ luôn có nguy cơ lâm nạn. Để giải quyết các vấn đề này, họ sử dụng các thiết bị thông tin sách tay liên lạc qua vệ tinh do hội cung cấp để liên lạc với các trung tâm trong trường hợp khẩn cấp. Chỉ cần một thao tác đơn giản, họ đã liên lạc được với trung tâm qua vệ tinh. Tôi nghĩ nếu bạn theo một mô hình mà mọi người đều có quyền sở hữu, đó là khi bạn cung cấp thông tin người dân cần, chứ không phải cung cấp thông tin mà bạn có, thì người dân sẽ thấy mô hình này còn hơn cả việc công nghiệp chỉ khỏa lấp một khoảng cách xa xôi. Công nghệ thông tin không chỉ đem lại những kỹ năng mới, thông tin mới mà còn là một công cụ rất mạnh lấp đầy khoảng cách về giới tính.
tại ngôi làng Embaram, từ xa xưa hầu hết phụ nữ đều là nông dân. Họ muốn biết giá cả vụ mùa của thị trường làng bên bởi vì một phần tiền công của họ thường bị quy đổi ra ngũ cốc. Khi họ thấy sự thành công của cửa hàng công nghệ thông tin làng bên, họ đã đến hội lập một kiosk ngay tại làng của mình. Chúng tôi chưa đến một làng nào có sự phân biệt về giới tính, cộng đồng, tôn giáo mà lại cho rằng người dân không nên đến cửa hàng công nghệ thông tin. Đó là nơi ai cũng được hoan nghênh, tri thức trở thành một yếu tố thẩm định và bằng việc bắt đầu từ tầng lớp thấp nhất của xã hội, chúng tôi nghiệm ra rằng đó là một động lực rất mạnh. Các ứng dụng của công nghệ thông tin tại cấp cơ sở không những chỉ là những bước tiến dài về kỹ thuật số mà còn là cầu nối giữa nam giới và phụ nữ. Trước khi xây dựng các kiosk công nghệ thông tin, MS Swaminathan yêu cầu các làng tham gia phải đồng ý về một số điều kiện, trong đó có việc bảo đảm rằng ít nhất một nửa số người điều hành sẽ được đào tạo là phụ nữ. Chúng tôi không đến những ngôi làng có sự ngăn cách về giới tính. Bây giờ khi phụ nữ làm chủ các trung tâm thì bản thân họ lại có quyền được lựa chọn chứ không phải chúng tôi, những người đàn ông. Tại ngôi làng Play Ambalam, một thầy tu cũng thấy rằng trung tâm tri thức là một ngôi đền và cảm thấy chính mình cũng phải học và yêu cầu tôi dạy cho ông ta. Và khi có ai hỏi về trung tâm này là trung tâm gì, tôi cũng không thể trả lời được. Cửa hàng thông tin Priyamhama được dựng bên cạnh đền làng. Nhưng không giống như ngôi đền mà một số bộ phận dân chúng không được đến, kiosk mở cửa đón tất cả mọi người. Không chỉ tất cả các nữ nông dân đến đây để truy cập tất cả các loại thông tin, mà tất cả những người điều hành đều là phụ nữ. Nông thôn đang khám phá công nghệ số và các cách kinh doanh mới. Ông Lakshman Singh, 70 tuổi và ông Rajaram, 65 tuổi là những lão nông của làng Nawasha hẻo lánh. Chỉ một năm trước đây thôi, hai ông đã phải bắt xe buýt đi một giờ đồng hồ liền chỉ để khảo giá vụ mùa ở chợ bán buôn. Khi đó, những người trung gian sẽ ép mua rẻ 20% giá hàng hóa của họ. Nhưng nay, Infotech đã mở ra một thế giới kinh doanh mới cho họ và hai ông lão chỉ việc vào cửa hàng thông tin gần nhất và nháy chuột để xem giá của hàng hóa các thị trường xung quanh. Chỉ mất 5 rupee, người điều hành Bhagwan Singh Rathore đã có thể cho phép họ tìm hiểu thị trường nào mở giá cao nhất cho nông sản của họ. Việc loại bỏ khâu trung gian có lẽ là điều tốt đẹp nhất mà công nghệ thông tin đã mang đến cho làng này. Khi chúng tôi lập kế hoạch cung cấp dịch vụ tại làng nào, chúng tôi sẽ đến làng đó để thảo luận với họ. Chúng tôi hỏi họ một câu rất đơn giản là họ muốn trả tiền cho loại dịch vụ nào, loại thông tin nào thiết yếu trong cuộc sống của họ. Họ đưa ra rất nhiều các câu trả lời và căn cứ vào đó chúng tôi xây dựng nên mạng lưới dịch vụ mà họ cần. Cuộc cách mạng công nghệ thông tin không chỉ phá bỏ khoảng cách giữa nam và nữ mà còn thâm nhập vào đời sống nông thôn quẩn quanh sau lũy tre làng. Dựng vợ gả chồng cho con luôn là mối quan tâm lo lắng của các bậc cha mẹ. Nếu bạn có 3 đứa con gái đang tuổi cập kê thì chắc chắn là bạn cần giúp đỡ rồi. Ông nông dân Mushni Khan ở làng The Hoa Wanda đã tìm thấy sự giúp đỡ từ cửa hàng thông tin gần nhà. Một trong những dịch vụ trực tuyến qua mạng cho dân làng Gandhiut đã mở một trang tìm bạn trăm năm được nhiều người chú ý. Trước đây chúng tôi rất vất vả trong việc tìm kiếm cô dâu, nhưng ngày nay các địa chỉ câu lạc bộ bạn trăm năm trên mạng đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Qua trang tìm bạn trăm năm, ông không chỉ tìm được vị hôn phu lý tưởng cho con gái cả Sabana, mà chỉ cần nháy chuột thêm vài lần nữa, ông đã tìm được nửa kia cho hai cô con gái còn lại của ông Rajana và Rehana. Công nghệ thông tin thật tuyệt. Nhờ có máy tính, các con gái của tôi đã lập được gia đình. Từ 3 năm nay, chúng tôi đã tìm kiếm cô dâu.
một dịch vụ công nghệ thông tin khác đã tạo ra sự khác biệt lớn trong đời sống của người dân làng Dha là việc nối mạng với bệnh viện huyện. Munibai, 30 tuổi, bị ốm yếu đã lâu nhưng không thể đến bệnh viện do quá xa. Nhưng giờ đây cô có thể đến trạm xá làng Sadapur, nhờ bác sĩ M.N. Jin gửi email hỏi các chuyên gia về căn bệnh của cô. Nhiều bộ phận dân cư khác nhau sử dụng công nghệ thông tin và bộ phận quan trọng nhất trong việc thuyết phục cộng đồng về tính quan trọng của công nghệ thông tin là giáo viên và học sinh. Chúng ta có các trường phổ thông cơ sở, phổ thông trung học, cao đẳng. Các giáo viên và học sinh của các trường này rất hữu ích trong việc truyền thông điệp này đến cộng đồng và được cộng đồng đáp lại sớm hơn. Tuy có lúc còn dè dặt, nhưng khi họ đã nhận thức được lợi ích của công nghệ, họ đã trở thành những cộng tác viên phổ biến kiến thức này cho mọi người. Cho đến nay, trẻ em làng Dha là những người đáp lại phong trào công nghệ thông tin một cách nhiệt tình nhất. Shweta, 8 tuổi, mỗi chủ nhật đi bộ 2 cây số để đến với chương trình giáo dục máy tính, được gọi là Head Start. Chính quyền bang MP đã cung cấp 924 những trường học như thế này để trẻ em trong các làng có thể học về máy tính. Chỉ cần nháy chuột, Shweta có thể dễ dàng vượt qua kỳ thi đánh vần, ngay cả khi máy tính phát âm các từ khó. Các em học sinh lớp 8 và lớp 10 rất nhiệt tình. Chỉ trong vòng 15 ngày, các em đã có thể làm chủ công nghệ. Khả năng của các em thật đáng ngạc nhiên. Tôi đã phải mất nhiều thời gian hơn thế mới học được. Chúng ta đã đánh giá thấp trí tuệ của những người dân nông thôn. Và cho dù họ có bán mù chữ hoặc mù chữ, họ vẫn có thể tiếp thu công nghệ rất nhanh. Còn nhiều khó khăn trong việc phát triển một ngành công nghệ thông tin đầy đủ. Nhưng có điều rõ ràng là chỉ khi những người dân nghèo được tiếp cận thông tin, thì khi đó cuộc cách mạng công nghệ số này sẽ tiến một bước dài, nâng cao chất lượng cuộc sống cho những người dân làng. Nếu công nghệ thông tin có thể làm thay đổi cuộc sống của người dân Ấn Độ bình thường, những người dân nghèo và đặc biệt là phụ nữ nông thôn thì thật là hạnh phúc. Nếu không, nó chỉ đem lại hạnh phúc cho một số ít người, chứ không phải là hơn 1 tỷ dân Ấn Độ. Trở lại ngôi làng đánh cá Veerapattanam, khi Ramakrishna bước ra khỏi nhà thì loa truyền thanh thông báo hôm nay biển động và do đó họ đã thay đổi kế hoạch. Họ biết rằng cái hộp thần kỳ trong cửa hàng công nghệ thông tin sẽ giúp họ biết khi nào lại có thể ra khơi.